chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Binga Studio. Kona shabd behta vakt baaki vyakaran hai sakt mera tat hai mera takt hai ye aamaran wo aagman ya ho brahman parikrama hazar hai chaare hai kya chaand uske paas jo misaal hai sawal hai na hai jawab ye khayal se na hum ne bhi sẵn dựng tất cả các bạn ca khúc cũng đang rất là hot ở trên TikTok đó chính là ca khúc Zoo của nhóm NCT và S3 nha. Trước khi bắt đầu vào bài học thì Vin rất là mong tất cả các bạn sẽ có thể nhấn follow Instagram cũng như là subscribe kênh YouTube của Vin nha. Và đừng quên nhấn vào chuông thông báo để mỗi khi Vin có video mới thì tất cả các bạn sẽ là người xem đầu tiên nha. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học ngay thôi. Ok, đầu tiên là tay mình sẽ giơ lên 8 và đặt xuống 1. Thì nhịp 1 là mình sẽ đập và hất cái người lên như thế này. Và phần chân của mình sẽ nhảy qua bên trái, bên phải. Hai cái phần đầu gối của mình, mọi người nhớ là cảm giác thoải mái nha. Mình sẽ bật lên một cái thoải mái. Ok, làm 2 lần nha. 2 đi em 1 và 2 và 3. Phần 2 thì mình sẽ mở hai cái tay như thế này ha. Rồi 5 6 7 8, 1 tà 2 tà 3. Sau đó mình bước chân bên phải ra 4 và mở 5. Vòng một vòng qua 6 là mình sẽ cái khúc này hơi nhanh nha mọi người. Cho nên là mọi người phải tập thật là kỹ, sau đó mình mới ghép nhẹ nha. Rồi mình sẽ cuộn tay 7 and 8 and up. Ok, phần chân của mình sẽ bước phải trái, phần tay của mình sẽ giữ nguyên như thế này, đi làm chậm nha. Bùm tắt bùm. Ok, mình đến làm một lần nữa nha, khúc này hơi khó một chút. 5 6 7 8 and 1 và 2 và 3 đưa 4 5 6 và 7 và 8. Rồi, sau đó mình sẽ nhảy lên chân trái, tức là chân đằng sau, và đưa chân bên phải hất lên như thế này. Ok, phần tay của mình đang ở đây ha, mình sẽ hợp qua như thế này. Và mọi người nhớ cái tay của mình sẽ gọn, rớt ở trong đây ha. Rồi, 2, đi em 1, 2, rồi sau đó mình sẽ đưa cái chân bên trái lên, em. Rồi, mình sẽ trụ cái lực ở bên chân trái nha, đưa chân phải ở đằng sau lên. Rồi, sau đó mình sẽ dậm lên trên và đưa cái phần tay ra như thế này, giống như kiểu hip hop mà mình hay thường thấy nó sẽ hay như vậy. Đó. Rồi mình đưa lên như thế này và phần chân của mình sẽ đổi lại là chân bên trái đưa lên and mình sẽ làm ba chữ zoom, zoom, zoom. Ok. Thì đếm lại từ đầu một lần nha. À, mọi người thông cảm chút xíu là ngoài trời nó đang mưa cho nên là mình sẽ cố gắng nói lớn nhất có thể nha. 5, 6, 7, 8, em 1 và 2 và 3 và mở 5, 6, em 7, em 8, hấp 1, 2, 5, 3, 4 và du, du, du. Ok. Sau đó mọi người sẽ bật cái phần đầu của mình qua như thế này. Và mình sẽ kiểu giống như rớt về bên đây á. Rồi mình đưa cái phần chân bên trái của mình lên trước. 1, em 2, nhảy nhảy. Khúc này sẽ hơi khó nha, đi đến chậm nè. 1 và 2 và 3, nhảy nhảy. Ok, chân sẽ là trái đặt, phải đặt, trái bùm bùm. Rồi và mình sẽ làm ngược lại cái này. Tắt bùm tắt bùm tắt dùm dùm. Ok, phần tay của mình sẽ có thể, mọi người có thể quơ tự do ha, nhưng mà nó phải theo cái phản xạ tự nhiên của mình. Đó, ví dụ như vậy. Ok không? 1, rồi mình đếm lại nha. 2, đi 1, and 2, and 3, hít, hít 2, and 2, and 3, hít, hít. Rồi, cái phần thứ hai mình sẽ là hít. Hít là mình sẽ để cái tay lên như này và mở ra, đẩy cái tay lên và đặt, đặt, đẩy cái tay xuống. Ok? Bùm, bùm, tắt. Bùm, bùm, tắt. Phần người của mình sẽ là 1, and 2, and 3, như thế này ha. Rồi, đi đến lại. 2, tà, tà, 1, 2 và 3, 4. Rồi sau đó mình phủi ra xong, mình sẽ cuộn vô như thế này. Để cái tay giống như người nhện vậy đó mọi người. Để ra như thế này. Và nó có chữ tu, tu, tu là mình hất cái phần vai của mình lên. 2, đi, tu, tu, tu. Rồi sau đó mọi người có thể freestyle theo một cái mình muốn là xong. Bây giờ chúng ta sẽ ghép thử cái tốc độ chậm nha. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 3, 4. Ok, mọi người
là chúng ta đã hoàn thành xong ca khúc Du rồi. Thì Vin rất là mong thông qua video lần này tất cả các bạn sẽ có thể hoàn thành được vũ đạo nha. Nếu trong quá trình học mọi người có cảm thấy khó khăn hoặc là muốn Vin làm video hướng dẫn mới nào thì hãy comment ngay bên dưới để Vin có thể biết nha. Và cuối cùng là đừng quên like và share cho video giúp Vin nha. Video đấy là kết thúc rồi. Hẹn gặp tất cả các bạn vào những video sau. Bye bye.